Minh Đường Tử Vi Hân Hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020 và Thiệu Âm lịch. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Bính Thìn, tháng Bính Tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, sa trung thổ, ngày bính thìn, tức can sinh cho chi, nghĩa là họa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, sa trung thổ, kỵ tuổi, canh tuất nhâm tuất ngày thuộc hành thổ, khác với hành thủy, đặc biệt là tuổi, bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày thìn lục hợp với dậu tam hợp với tý và thân thành thủy cục xung với tuất hình thìn hình mùi hại mão phá sửu và tuyệt tuất vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi mậu tuất nhâm tuất nhâm ngọ nhâm thìn và nhâm tý tuổi xung trong tháng tuổi Mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức, tốt mọi việc, sao nguyệt đức, tốt mọi việc, sao giải thần, đại cát, tốt cho việc, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu, sao ích hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao thanh long hoàng đạo, tốt mọi việc. Các sao xấu cũng có, bao gồm sao nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao lục bất thành, xấu đối với xây dựng, sao vạn vong, thổ kỵ, kỵ xuất hành, cưới hội, cầu tài lộc, khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng chính đông. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tý chua chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tý trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tý thìn giúp đỡ cho bạn tuổi tý cho nên bạn sẽ có được sự lãng mạn trong đời sống tình cảm của mình với lại Đối với những nàng đang còn độc thân thì đã có chủ, nếu như bạn đang muốn ngọa lời thương yêu với ai đó thì thời điểm này rất chi là thích hợp với bạn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này gây ra sự cản trở trong việc kết nối với mọi người. Vì thế với bà tuổi Tý có thể đang cảm thấy mọi nỗ lực hòa nhập của bản thân vào một nhóm bạn hoặc là một tổ chức mới đang bị cản trở nhé. Và lý do cho việc này là từ chuyện cá nhân của họ chứ không phải bắt nguồn từ bạn. Nếu như bạn tuổi tí cảm thấy bực tức, bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi đến khi chuyện đã được giải quyết xong. Và trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tí, á, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này làm cho bạn tuổi tí đang có điểm báo liên quan không tốt tới sức khỏe của mình. Nếu như không có thể nghỉ ngơi đầy đủ thì tình trạng sức khỏe của bạn tuổi tí ngày càng tồi tệ hơn. Vì thế, bạn hãy bủa mọi việc sang một bên để được đi ngủ sớm, nghỉ ngơi điều đỏ bạn tuổi tí nhé. Về tử vi tuổi giáp tí, thuộc kim, đừng quá tin bạn, sẽ thất vọng nhiều. Tử vi tuổi bính tí, thuộc thủy, tôn trọng ý kiến của người lớn. Tử vi tuổi bính tí, thuộc hỏa có những thứ không thể cứu vãn được. Tử vi tuổi canh tí, thuộc thổ, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử vi tuổi nham tý thuộc mộc, đừng trông mong điều gì không thể. Về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất Sửu mùi cho nên với bạn tuổi Sửu đang cảm thấy khó khăn trước những mong muốn mau thuận của bản thân mình về những mong muốn với việc mình thực hiện. Và bạn tuổi xỉu, bạn nên tránh gây xung đột trong ngày hôm nay bằng việc tránh nối nhiều vì nối dai thường là nối dài bạn tuổi xỉu nhé. Với sự tập trung của bạn tuổi xỉu trong ngày này trở nên cao độ khi bạn lại có được chính quan xuất hiện chia chở cho bạn Thế nên, không khó hiểu nếu như bạn tự xỉu có một ngày làm việc hiệu quả với những thành tích giá trị. Tuy nhiên, bạn đừng quên rằng thời gian cho việc nghỉ ngơi cũng quan trọng không kiếm, giúp cho bạn tuổi xỉu lấy lại được năng lượng và tinh thần cho những ngày tiếp theo. Bạn có biết mình thuộc côn giáp chăm chỉ và đừng có lãng phí thời gian một giây phút nào bạn tuổi xỉu nhé. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi Sửu đang cảm nhận rõ ràng mình hay hồi hộp hơn, cảm xúc không kiểm soát được và thường bị tác động bởi lời nói của người khác, tâm lý không tốt sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu liên quan đến sức khỏe của mình và bạn nên tránh việc suy nghĩ quá nhiều nữa bạn tuổi Sửu nhé. Và trong ngày này đối với bạn tuổi Sửu bạn đang có điểm báo xuất hành có sự va chạm, cãi cọ, thị phi, nghiệp khó thành, có sự sai sót về giấy tờ đối với những bạn làm ở văn phòng, không nên ký kết hợp đồng quan trọng trong ngày hôm nay nữa bạn tuổi Sửu nhé và tử vi tuổi ất sửu thuộc kim tránh những cán dỗ xa hoa tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy hại học cách yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa chớ nên tin những lời ngọt ngào tử vi tuổi tan sửu thuộc thổ mọi sự chuẩn bị đều rất cần thiết tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc cẩn thận kéo lại chi tiêu quá đà Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi tí, Từ vi tuổi dần thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay bạn đang gặp được ngày có tam hội phù trợ cho nên với bạn tuổi dần có thể kết nối với bạn bè cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ thú vị của đời sống thường nhật và với bạn tuổi dần bạn cũng đừng quên dành cho mình những cái khoảng lặng thích hợp để được nghỉ ngơi và thư giãn một chút sau một ngày dài làm việc với quá nhiều hoạt động sôi nổi và ồn ào nữa bạn tuổi dần nhé. Và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh có thể mang tới vận may bất ngờ cho bạn tuổi dần trong ngày hôm nay khi cơ hội đến với bạn tuổi dần một cái đích mới có dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang đi đúng hướng rồi. Dù bất cứ ai đó nối ngã, nối nghiêng như thế nào đi nữa thì bạn cũng hãy tự tin vào cái chặng đường mình đã đi và bạn sẽ thấy được kết quả thật xứng đáng với những cái nỗ lực mà mình đã bỏ ra nhé. Nhưng trong ngày này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp ngày có cục diện ngộ hành xung khắc. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi dần nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống. Thời gian vừa qua có vẻ như bạn đang xiêm nhẹ việc này rồi. Nhất là với những ai hay bữa bữa sáng thì nên thay đổi vì việc này sẽ phát sinh không ít bệnh tật. Nhất là khi bạn về già nữa bạn tuổi dần nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi dần, Xuất hành thì gặp nhiều may mắn, gia đạo có tin vui, đi xa có người giúp đỡ, công việc thuận lợi, cầu tài tăng tín nữa. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, hãy tự thưởng cho mình muốn quà thật ý nghĩa. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, nên tự giải quyết vấn đề của mình. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, những ý kiến xung quanh chỉ nên để tham khảo. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, công việc có chiều hướng thuận lợi hơn trước. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim nhận được sự giúp đỡ của một người lạ. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân. Tử vi tuổi mão thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày của tam hội phù trợ mang lại chỗ dựa về tinh thần cho bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay khi bạn đang bị xuống tinh thần trầm trọng nhé. Và với bạn tuổi Mão, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bạn vẫn có nhiều người yêu quý và đưa cho bạn lời khuyên hữu ích và cổ vụ tinh thần rất chi là tuyệt vời cho bạn nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày này với bạn tuổi mão bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi mạo đang có cái điểm báo sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách trên nấc thang sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, với bạn tuổi mão, cái điều này sẽ hứa hẹn là đoàn bẫy để cho bạn sở hữu góc nhìn trưởng thành hơn trong công việc, cũng như là đưa những kinh nghiệm đã tích góp của bản thân mình lên một tầm cao mới nữa nhé. Và ngày này, đối với bạn tuổi mão, bạn không nên trị bệnh ở thận do đó không nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay nữa. Với bạn tuổi mạo trong ngày này, bạn cũng đang có điểm báo đi xa không được thuận lợi, khó gặp được người, không có người giúp đỡ, nghiệp khó thành và bạn nên tránh đi xa trong ngày hôm nay bạn tuổi mạo nhé. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy, đừng mong đợi quá nhiều ở người khác. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa, có điều mang lại cho bạn sự bất ngờ. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ khó khăn sẽ chỉ làm cho bạn trưởng thành hơn. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc nội sợ ai cũng có bạn hơn người khác là tìm cách xử lý chúng. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim đối mặt với việc gì thì cũng nên tự tìm cách trước khi hội nửa bạn tuổi mão nhé. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi hợi, tử vi tuổi thìn thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thìn á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn bạn đang gặp ngày cuối cục diện ngũ hành thìn thìn tự hình cái điều này khiến cho bạn tuổi thìn rơi vào những suy nghĩ không đầu không cuối một mặt bạn muốn tiến nhanh hơn nhưng mặt khác bạn lại theo đuổi cái tiêu chí chậm mà chắc và bạn hãy xác định rõ ràng động lực thực sự của mình và sau đó bạn có thể cân bằng lại những nhu cầu của bản thân mình nữa nhé. Trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn tuổi thìn gặp một số sự cố, ví dụ như là trong công việc bạn cần phải lưu ý tới yếu tố thời gian, điều đó rất quan trọng để có thể giúp cho bạn không bị trẻ hẹn, sai giờ và bị đánh giá thấp trong mắt một số ai đó. Và với bà tuổi thìn nên có kế hoạch làm việc này hay là có lịch trình cụ thể và sự lưu tâm tới lịch trình ấy nếu bạn muốn một ngày làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp bà tuổi thìn nhé. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này cho thấy với bà tuổi thìn, bạn thường xuyên cảm thấy bất an ở trong lòng. Một phần là do sức khỏe của bạn không được như ý nên khó đảm bảo được việc tập trung làm việc gì đó. Nếu cần thiết thì bạn nên nghỉ ngơi sớm, chớ nên gắng sức mà lại làm hại sức khỏe của mình bà tuổi thìn nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa đừng phóng đại quá mọi việc lên tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ cơ hội luôn tồn tại xung quanh bạn tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc đừng vội từ chối tình cảm của người khác tử vi tuổi canh thìn thuộc kim hãy tìm ra phép màu cuộc sống trong những việc mà bạn đã làm được tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy đừng đánh giá người khác khi bạn chưa thực sự hiểu vấn đề. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi sửu. Tử vi tuổi tỵ thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài hỗ trợ. Cho nên với bà tuổi tỵ trong việc tìm kiếm những cái cơ hội liên quan tới việc gia tăng tài sản cho mình rất chi là tốt. Và bà tuổi tỵ bạn có thể nhận được lời khuyên rất có ích từ người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm giúp cho bạn có được định hướng tốt trong việc lên kế hoạch về tiền bạc của mình trong ngày hôm nay nữa nhé. Ngũ hành tương sinh, cái điều này mang lại tín hiệu tốt cho bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay để bạn tìm cái cách giải quyết, cải thiện cái mối quan hệ bao gồm cả tình cảm giữa cha mẹ chồng, nàng dâu, em chồng, chị dâu. Việc giải tỏa căng thẳng giúp cho bạn cảm thấy thoải mái hơn, tự tin hơn và có thời gian tập trung cho những việc ý nghĩa hơn nữa bạn tuổi tỵ nhé. Trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển đồ đạc hay là tiến hành những cái công việc sửa chữa, đục đẽo bởi cái việc làm này có thể đụng tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi nửa bạn tuổi tỵ nhé về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa dành lời tốt đẹp để khiên tạng người khác tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ có khúc mắc trong lòng tìm được câu trả lời tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc bạn học hỏi được điều mới từ người khác tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim đừng bắt ép ai đó làm theo ý của mình tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tích cực hơn về đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ. tử vi tuổi ngọ thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này đang có được chính tài nâng đỡ cho nên với bạn tuổi ngọ không phải luôn nghĩ nhiều về vấn đề tiền bạc có được một ngày thạnh thơi với bạn ngoài ra bạn tuổi ngọ cũng cảm thấy rất lạc quan về tình hình tài chính cho tương lai, có thể vì bạn đã có một khoản tiết kiệm nhô nhỏ để bảo đảm về tài chính cho tương lai của mình nữa rồi nhé. Trong cái vận trình ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này mang lại tín hiệu tốt cho sức khỏe của bạn tuổi ngọ, cho tới cả mối quan hệ của bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay. Nhờ đó mà, ngày hôm nay với bạn tuổi ngọ, trôi qua nhẹ nhàng, dễ chịu hơn bao giờ hết, một số khúc mắc được giải quyết và sau này bạn không phải bận tâm tới chúng nữa. Và ngày này Thiêu Khổng Minh không phải là ngày tốt, vì vậy nếu như bạn tuổi ngọ đang có dự định làm những công việc trọng đại thì bạn nên suy nghĩ à, lùi lại ngày hôm sau để công việc của mình được thuận lợi hơn bạn tuổi ngọ nhé vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim ai cũng mang lại cho bạn bài học quý giá tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy cẩn thận kéo để xảy ra mâu thuẫn tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa bạn cần chăm sóc sức khỏe cho mình tốt hơn tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ có chuyện gì nên thẳng thắn nói ra tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc nhiều việc diễn ra thuận lợi về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Mùi, thứ 2 ngày 9 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi mùi đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh đây là lời nhắc nhở cho bà tuổi mùi chớ có phạm sai lầm thêm nữa hiện tại có thể là việc nhỏ, nhưng nếu như bạn không dừng lại hoặc là tìm cách cải thiện chúng thì chuyện nhỏ hóa ra to bạn sẽ chẳng thể kiểm soát được tình hình của mình nữa. Hơn nữa, với những việc không liên quan tới mình thì bạn đừng nên để ý can thiệp làm gì bạn tuổi mùi nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi mùi, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi mùi nên quan tâm hơn tới sức khỏe của mình. Có những dấu hiệu bên ngoài bạn không thể đoán biết được vì thế, khi cảm thấy không ổn thì tốt hơn hết là với bà tuổi mùi nên đi khám bác sĩ ngăn chặn tình trạng bệnh tật càng sớm càng tốt bạn tuổi mùi nhé. Ngày này đối với bạn tuổi mùi, nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Vì vậy, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, bạn phải chấp nhận có những sự thật không mong muốn xảy ra. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy có những hy sinh hoàn toàn xứng đáng. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa sao còn nhắc lại chuyện cũ cho đau lòng thêm. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ lên kế hoạch tốt hơn cho mục tiêu mới. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc hết lòng cho công việc một lần xem sao bạn tuổi mùi nhé về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi mùi, tử vi tuổi Thân thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này bạn đang gặp được ngày cốc cục diện ngộ hành tam hợp thân Tý Thìn phù trợ cho nên bạn có được may mắn về phương diện tình cảm của mình. Đây là thời điểm vàng để cho các cặp đôi tìm hiểu thêm về những khía cạnh khác nhau của đối phương. Trong khi đó, những ai đang còn độc thân sẽ chứng kiến sự hút khóa cưỡng, sức hút khóa cưỡng của mình được lan tỏa nữa nhé. Ngày này đối với bà tuổi thân, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn xuất hiện hối thúc khiến cho bạn tuổi thân bận rộn hơn nhưng bạn vẫn nên dành thời gian quan tâm nhiều hơn tới mọi người xung quanh bởi có ai đó đang gặp rắc rối và rất cần tới sự giúp 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 đỡ của bạn. Với những tư duy nhạy biến, bạn có thể đưa ra lời khuyên rất hữu ích cho họ trong lúc này nữa đó bạn tuổi thân nhé. Trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi thân, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi thân khiến cho người khác phải ganh tị và việc này không những làm cho bạn tự nhiên, tự tin hơn mà đó là kết quả sau một thời gian dài mà bạn kiên trì tập luyện thể dục thể thao. Nhưng hơn ai hết, bạn rất lắng nghe các dấu hiệu của cơ thể mình nữa nhá vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy đừng vội khuyên ai đó tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa hãy thử một lần yêu hết lòng xem sao nhưng chớ có chấp nhận hậu quả tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ bạn mạnh mẽ hơn bạn tưởng tử vi tuổi canh thân thuộc mộc không vui hãy nghe nhạc tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim có những thay đổi là cần thiết Vậy đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi Dậu thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi Dậu đang gặp được ngày có lục hợp xuất hiện giúp đỡ cho bà tuổi Dậu hóa giải được mọi mâu thuẫn trong ngày hôm nay và với bà tuổi Dậu bạn nhận ra lỗi của mình và chủ động sửa chữa quản lại phụ thuộc vào việc đối phương có bỏ qua lỗi lầm của bạn hay là không mà thôi. Với những ai vẫn cố chấp thì bạn cũng chẳng thể nào đổi được họa nếu như tập trung vào việc của mình sẽ tốt hơn bạn tuổi dậu nhé. Trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dậu, cái vận trình của bạn may là đang gặp được chính ấn xuất hiện phù trợ cho bạn. Cho nên với bạn tuổi dậu đang có được cơ hội để bắt tay vào hành động thay vì suy nghĩ, chần chừ tính toán thì hãy tính toán thật nhanh và có hành động thích hợp vào cái thời điểm thích hợp. Sự nắm bắt cơ hội sẽ giúp cho bạn có được sự thành công nhanh chóng nữa nhé. Và ngày thứ hai này đối với bạn tử dậu, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này mang đến tin vui liên quan tới sức khỏe của ban mệnh tuổi dậu trong ngày hôm nay. Ngày này nếu ai đang ốm sẽ rất nhanh hồi phục một số người tìm được mục tiêu mới để chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao để cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại của mình nữa về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy không thể ép người khác hiểu mình khi chính mình quản không thể. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa mối quan hệ diễn ra thuận lợi. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ khi làm việc gì đó nhất định phải tập trung. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc có nhiều sự cố được bạn giải quyết gọn gàng. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim công việc đã đi vào khuôn khổ và dễ dàng hơn. Vậy đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử Tuất trong ngày này chớ xem thường tác động của ngũ hành tứ hình sông gây ra Thìn Tuất xỉu Mùi cái điều này có thể làm cho bạn tuổi Tuất nạn trí muốn bỏ cuộc dù là việc khó hay là việc dễ dàng đi chăng nữa nhé và với bà tuổi tuất hãy tìm cách vực lại tinh thần sao cho mình bằng những suy nghĩ tích cực và nhìn về thành công của bản thân mình trong quá khứ để thấy được mình cũng là người xuất sắc nữa bạn tuổi tuất nhé. Đối mặt với thiên quan trong ngày hôm nay khiến cho bạn tuổi tuất khó chịu với những nhiệm vụ không tên dù bạn nghĩ rằng mình có thể xử lý được tất cả chúng nhưng nếu quá ôm đồm, bạn sẽ thấy mình kết thúc một ngày thật tồi tệ với những thành quả không được như mình nghĩ. Cần sự giúp đỡ của mọi người cũng như có sự phân chia công việc hợp lý trong ngày bạn tuổi tuốt nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi tuốt, đó, ngày này đối với những gia đình có thai phụ thì bạn không nên dịch chuyển đồ đạc hoặc là không nên tiến hành đục đẽo cái điều này sẽ ảnh hưởng tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa, sức khỏe của bạn luôn nên được ưu tiên nhất. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ hãy cố tỏa ra chuyên nghiệp trong mọi công việc. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc hãy đưa ra quyết định riêng của mình. Tử vi tuổi canh tuất thuộc Kim, bạn dễ sai, chi tiết vì bất cẩn, tử vi tuổi nhâm Tuất thuộc Thủy, lời người khác nói chỉ có thể tham khảo mà thôi. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi giàu Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi sự chậm rãi do ảnh hưởng của tỷ kim chiếu mệnh khiến cho bà tuổi hợi không vui vẻ gì cho lắm tuy nhiên thật khó để có thể tạo ra được đột phá trong ngày hôm nay với bạn và bà tuổi hợi hãy cố gắng cho mình thời gian để có thể lấy lại sự tập trung đặc biệt là trong công việc, cái điều quan trọng nhất là xoa dịu những cảm xúc của mình bằng những mục tiêu tích cực có ý nghĩa thì hơn bạn tuổi hợi nhé. Và trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi hợi, bạn cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Cái điều này cho thấy tâm trạng bất ổn của bạn được giải thích là vì sức khỏe của bạn không được tốt. Bạn thường xuyên khó chịu ở trong người và trở nên cáo kỉnh hơn. Từ đó mà công việc của bạn cũng không được thuận lợi mà cái mối quan hệ xung quanh của bạn cũng trở nên căng thẳng hơn. Bạn đừng trách người khác không hiểu cho mình và bạn nên xem lại bản thân mình trước nữa bạn tuổi hợi nhé. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi hợi, ngày này không tốt cho những việc chôn cất, cưới hỏi, cất nhà, trộ cửa và các việc làm thủy lợi. Và theo khẩu minh, hôm nay là ngày 6, vì vậy bạn cũng không nên tiến hành làm những công việc trọng đại trong ngày không nên xuất hành đi xa cũng như là không nên xuất tiền lớn ở trong ngày nữa bạn tuổi hợi nhé về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa mục tiêu mới của bạn hơi quá tầm với tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ hãy tìm lại động lực cho mình tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc có người khiến cho bạn bực mình tử vi tuổi tân hợi thuộc kim lời khuyên của bạn không thực sự ổn tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy nên học cách đối diện với thực tế. và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào gặp lại.